Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ân Rời Cầu đây rồi, đã trở lại với những tình huống sâu cay nhưng lắng đọng, những câu chuyện hài hước và bất ngờ. Hơn 60 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng với những trưởng phòng Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Hồng Đào và giám khảo Hoài Linh. Hãy thả chặt cuối tuần cùng Ân Rời Cầu đây rồi. Thế thế nào, nhưng riêng chúng tôi vào giờ phút này đang rất hào hứng, phấn chấn và muốn đến ngay với chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi, Thank God You Are Here. Chương trình được đồng hành bởi hãng Tôn Đông Á. Vừa rồi là màn múa chống nước, và bây giờ trên sân khấu với sự xuất hiện của 5 người rất quan trọng, đó là những trưởng phòng. Xin lỗi anh Trường Giang với anh Tự Long, mà dạo này không hiểu sao cứ hai người này toàn đứng một bên, không biết là có gì khác nhau không. Vâng, chúng tôi thích nhau nên chúng tôi cứ thích đứng cạnh nhau. Bảy. Thích nhau hả? Thích đứng thôi, còn thích nhau thì lại là chuyện khác. Bởi vì đôi khi người ta đứng cạnh nhau thì cái sự khập khiễng nên người ta bổ sung cho nhau để tôn nhau lên. Nhưng không làm gì nhau. Không làm gì nhau là chuyện chúng ta bàn sau. Tôi xin hỏi Trường Giang, những số vừa rồi khi tham gia chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi, anh cảm thấy thế nào? Mình là trưởng phòng thì mình đưa ra những tình huống mặc dù nó khó thiệt, nhưng mà mình phải hỗ trợ cho cái người chơi để người ta có thể đi được, chứ người ta mới bước cái mình chặt, người ta không đi được cái thì mất vui. Khi mà người chơi vừa thò ra một cái thì mình chặt chém người ta luôn. Ở đây tôi hỏi bạn rất vô tư, bạn đừng có nói Trấn Thành như vậy. Đấy. Trong chương trình này MC đang cố tình ly gián. Trấn Thành cảm thấy thế nào? Em thì em hiền như ma sơn. Tất cả những người khi đến cái phòng Trấn Thành đều cảm thấy là trời, em sợ Trấn Thành quá, Trấn Thành chặt chém. Không, hiền khô. Hiền phải đây này, chị Hồng Đào mới là hiền. Bởi vì em biết tên hồi nhỏ của chị là Hồng Hiền đúng không? Hồng Hiền là tên của mẹ chị em ạ. Anh có quen bác gái hả? Chuyển qua bên đây đi, bên đó mệt nữa. Tự Long thấy thế nào? Tôi xin hỏi Xuân Bắc là bạn thích ăn Hồng hay ăn Đào? Bạn là người phát hiện ra chị mang tên của hai loại quả mà. Đúng rồi. Và tên của mẹ chị là Xuân Bắc cũng biết luôn đấy. Chị đừng nói với em chị họ Lê nhé. Lê Thị Hồng Đào là không được cả bốn luôn. Lê Thị Hồng Đào là không được luôn. May quá, may quá chị Hồng Nguyễn. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta, những trưởng phòng sẽ là những người đưa ra những tình huống. Và tình huống càng éo le, càng khó khăn thì chúng ta càng kích thích cái sự sáng tạo. Và trách nhiệm của những trưởng phòng là đưa họ những tình huống và phải hỗ trợ cả những khách mời chúng ta vượt qua tình huống để đem lại tiếng cười cho quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho những trưởng phòng vào để chuẩn bị cho tình huống mà họ sẽ đưa ra. Xin mời. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ những trưởng phòng, và bây giờ không thể thiếu những khách mời trong chương trình hôm nay của chúng ta. Nào, những tràng vỗ tay thật lớn để đến với khách mời, họ là ai? Mai Hồ, Gia Giang.
ca sĩ Trúc Nhân. Tự nhiên tôi cứ thấy nó khó thở thế nào. Trúc Nhân, em cười cái gì hả? Em cũng khó thở. Khó thở thì em phải bày tỏ đi. Khó đấy thôi đấy. Thôi em, khó thở thì cứ khó thở một mình, lôi người khác vào là em ngộp thở luôn chứ. Bây giờ tôi xin hỏi Mai Hồ, bạn có lo lắng khi đến với chương trình không? Nãy giờ em gượng cười thôi chứ thật ra trong lòng em rất là hồi hộp. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên khi mà em tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Một là nở hoa, hai là bế tắc ạ. Hoặc là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Dạ dạ Trương Nhi, người bên cạnh là rất quyến rũ và em xinh lắm. À Mai Hồ, Trương Nhi, anh có gia đình rồi. À, em có lo lắng khi đến với chương trình không? Em không lo lắng lắm đâu anh. Em sẵn sàng tâm lý là chết rồi đó. Đừng lo, anh luôn ở phía sau và sẵn sàng cứu em nhá. Còn Trung Nhân, xin chào bạn. À, bạn có một ca khúc mà rất nhiều người thích, không biết mọi người có biết không? Thật bất ngờ. À, thật bất ngờ. Trên bao những thông tin chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hang, xong đến chuyện người thì nơ nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xịt căng đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang, nên bão hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là Mai Sơn vào ở phòng nào, Mai Thị Hồ vào ở phòng nào, Trương Nhi vào ở phòng nào, và vào đó với ai, với ai, với ai, Trúc Nhân với ai, với ai, với ai, với ai. Không biết là ai vào phòng nào, và điều quan trọng với những người mới tham gia chương trình, em có lo mình vào phòng đầu tiên không? Dạ không. Không luôn. Rất tỉnh. Bởi vì xác định mình sẽ chết rồi. Anh Sơn thì sao? Phòng nào cũng nguy hiểm hết à. Phòng nào cũng nguy hiểm. Vì sao tôi lại hỏi anh Mai Sơn và Trương Nhi? Bởi vì chắc chắn người vào phòng đầu tiên đó chính là Mai Hồ. Trước khi bạn vào, tôi xin giới thiệu với bạn cái này. Đây là chiếc cúp Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Sau những phần thi của các khách mời, giám khảo duy nhất của chúng ta đó là giám khảo Hoài Linh sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng xem ai nhận được chiếc cúp duy nhất của mỗi chương trình. Mai Hồ thân mến, em giúp anh mang chiếc cúp này vào trước để em chuẩn bị phần thi của mình. Cảm ơn em, một tràng vỗ tay để Mai Hồ vào trong chuẩn bị. Chúc cho ba khách mời còn lại của chúng ta sẽ vào được những phòng với những tình huống dễ chịu mà đem lại tiếng cười cho quý vị. Một tràng vỗ tay để họ vào trong chuẩn bị. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm quen với giám khảo Hoài Linh. Trưởng phòng số 5 là tôi. Bây giờ tới phần thử chuông. Hết. Rồi xong, anh khỏi nói, phải rè ha. Lâu lâu anh em giúp đỡ nhau vậy thôi, em đỡ nói. Cái câu mà em hay nói hôm nay vận vào em đấy. Sao? Hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là bế tắc, mà mở đầu em đã bế tắc rồi đấy. Không, anh thấy vẫn thấy em nở hoa, mặt em nở như hoa đấy. Đấy. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng, chuông đã kêu. Và những điều mà tôi cần giới thiệu về nghệ sĩ Hoài Linh thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã bộc lộ cho chúng ta thấy rồi. Rất rõ ràng, một gương mặt rất quen thuộc, rất quan trọng trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với cánh cửa đầu tiên trong chương trình. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Tôn Đông Á, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.